Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao trái với hiến pháp, quyền lực nhà nước ở Việt Nam không thuộc về nhân dân. Theo báo Thanh Niên vào ngày 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về cơ chế, vai trò của Đảng và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân khẳng định rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Đa số ý kiến trên mạng xã hội khẳng định ông Trọng xảo ngôn, cố tình đánh lừa dân chúng, còn nếu không chắc chắn ông Trọng đang có vấn đề về sức khỏe, tâm thần. Điều đó có liên quan gì đến sự thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vừa rồi hay không? Đang là một câu hỏi được đặt ra. Hôm nay, muốn mổ xẻ cùng quý vị vấn đề trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 83 năm qua, họ đã coi dân Việt Nam có vai trò gì trong việc quản lý đất nước hay chưa? Có đúng như bộ máy tuyên giáo của Đảng tuyên truyền rằng Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra hay không? Đảng thì luôn tuyên truyền rằng để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ ràng nhân dân làm chủ tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Và điều 6 khẳng định rằng nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Nhưng thực tế cho thấy người dân không hề biết và hoàn toàn không có quyền gì trong việc lựa chọn đại biểu của họ trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc bầu cử Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân ở Việt Nam hiện nay chỉ là một màn kịch do Đảng Cộng sản Việt Nam tự biên tự diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Một giáo viên từ Đà Nẵng đã nói với tờ Thời báo.de trong điều kiện ẩn danh với lý do an ninh cho biết như sau. Chuyện minh bạch trong bầu cử cho dân biết thì hoàn toàn không có, bởi vì cơ quan bầu cử do Đảng điều hành kiểm soát. Anh vừa đá bói, bóng vừa thổi còi thì sao có minh bạch cho được. Nhưng không thể có chuyện dân được làm chủ. Trên mạng xã hội có người chia sẻ ví dụ, bà Tôn Nữ Thị Ninh là một nhà ngoại giao, đồng thời là một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, từng ví von và coi nhân dân là con, còn Đảng là cha mẹ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định, con không được cãi cha mẹ, nghĩa là dân không được cãi Đảng. Thế hóa ra, nói như bà Ninh, ông chủ không được phép cãi đầy tớ, hay sao? Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại khẳng định họ là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Nhưng trên thực tế hiện nay, hai giai cấp này là hai giai cấp cùng khổ nhất của xã hội. Giới chuyên gia và dư luận xã hội cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ coi dân chúng là bình phong trong việc sử dụng nguồn lực. Bởi vì có một điều mâu thuẫn rất lớn, anh bảo anh giao cho tôi quyền lực mà anh không cho tôi lên tiếng thì làm sao tôi thực hiện được quyền lực đây. Điều đó khiến quyền lực của người dân trở nên vô giá trị. Việc nhà nước không coi trọng quyền lực của người dân không chỉ do lỗi của nhà cầm quyền. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng quan trọng là thành phần ưu tú trong dân, đó là đội ngũ tri thức. Nhưng đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay có ra cái ma gì đâu. Hễ nổi lên một vài anh, ba anh ngo ngoe, anh nào là nó tóm luôn anh ấy, còn số đông các anh khác thì lo giữ thần. Để quyền lực thực sự thuộc với nhân dân, cần phải chấm dứt tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam độc chiếm vũ đài chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Theo phân tích chính trị, muốn làm được điều trên thì cần phải có dân chủ hóa đa nguyên, có bầu cử công bằng với sự tham gia của nhiều đảng phái, để nhân dân có thể lựa chọn những đại diện từ các đảng phái có thể mang lại và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc. Chứ như bây giờ, chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo lúc nào cũng tự bảo là họ tốt nhất, trong khi nhân dân không có một sự lựa chọn nào khác cả. Nâng thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô bờ bến. Lịch sử đã chứng minh không có ai hay thế lực nào có thể xem thường và tước đoạt quyền của dân chúng, nhất là khi điều đó đã được ghi rõ trong hiến pháp, văn bản pháp luật cao nhất của quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao trái với hiến pháp, quyền lực nhà nước ở Việt Nam không thuộc về nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Đảng có thật lòng chống tham nhũng hay không? Trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng đã lan rộng và phổ biến đến mức mất kiểm soát. Song việc thu hồi tài sản tham nhũng lại gặp khó khăn bởi sự bất cập của hệ thống và các văn bản pháp luật.
truyền thông nhà nước vào tháng 4 năm 2021 đã đưa tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Tư pháp của Quốc hội đã thừa nhận hạn chế trong việc xử lý tham nhũng hiện nay là kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế còn thấp. Theo truyền thông lúc đó, tổng số tiền phải thu lại trong các vụ án tham nhũng là lên đến 72.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu được khoảng 4.000 tỷ đồng, tức là chỉ chiếm khoảng chưa đến 5%. Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng vào năm 2023. Để giải quyết tình trạng này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã đề xuất Quốc hội cần phải xây dựng luật đăng ký tài sản. Theo ông Lê Minh Trí, hiện nay Việt Nam chỉ mới kiểm soát tài sản trong các hệ thống đảng và chính quyền, nhưng việc kiểm soát tài sản trong xã hội vẫn còn bỏ trống. Bởi hầu hết các tài sản tham nhũng, người ta nhờ người khác đứng tên nên không ai đụng vào được. Đánh giá và phát biểu của ông Lê Minh Trí, giới chuyên gia cho rằng đó là một sự biện minh mang tính tránh né. Vấn đề là tại sao Bộ Tư pháp vào năm 2020 đã đưa ra dự thảo về việc đưa số liệu thu hồi tài sản tham nhũng vào danh sách tối mật theo quy định tài khoản ở khoản 14 điều 7 luật bảo vệ bí mật nhà nước quy định 2018 như thế. Điều đó cho thấy có một chủ trương lớn bao trùm trong việc bao che cho các quan chức nhà nước tiếp tục tham nhũng. Bởi vì chỉ có quan chức mới tham nhũng được, mà đã là quan chức thì phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Cho nên nếu cho công khai tài sản, có thể sẽ được người dân biết sự thật và tình trạng tham nhũng trầm trọng, dân sẽ mất tin tưởng vào đảng. Cho nên tốt nhất đưa tài sản tham nhũng vào danh sách tối mật. Thực chất ở đây là lãnh đạo đảng không muốn minh bạch tang vật thu hồi trong vụ án tham nhũng. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không thật lòng chống tham nhũng, thậm chí còn dung túng cho tham nhũng. Trong các đại án gần đây như vụ chuyến bay giải cứu đã đưa ra xét xử, hay đại án Việt Á sắp xét xử, tình trạng cũng tương tự. Cơ quan điều tra của Bộ Công an cố ý bóp méo số tiền nhận và đưa hối lộ của công ty Việt Á. Cụ thể, theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã chi tới 800 tỷ đồng để bôi trơn cho các quan chức, song kết luận điều tra đã ngót đi, cuối cùng chỉ còn có 106 tỷ đồng. Vậy số tiền chênh lệch đến 700 tỷ đồng đó đã đi đâu là câu hỏi được đặt ra. Nếu Bộ Công an cố ý giấu bớt đi thì dân làm sao mà biết được? Mà biết đâu số tiền chênh lệch này lại rơi vào tay cơ quan điều tra thì sao? Kể cả trong trường hợp tài sản tham nhũng được trả về ngân sách nhà nước nhưng không công khai thì dân cũng không biết. Lúc đó việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng chỉ là việc vô nghĩa. Theo giới chuyên gia, vấn đề chống tham nhũng hay thu hồi tài sản tham nhũng phải làm từ gốc, nghĩa là phải ngăn chặn từ nguyên nhân mầm mống gây ra tham nhũng này. Đồng thời, luật pháp thì phải nghiêm minh, phải mang tính răn đe cao, phải xử lý thật nghiêm, kể cả áp dụng hình án tử hình theo quy định. Những kẻ tham nhũng bị bắt phải trả một giá thật đắt, thì lúc đó người khác mới khiếp sợ, không còn dám tham nhũng nữa. Muốn làm được như vậy thì phải xóa bỏ chế độ chính trị độc đảng và cơ chế quản lý hiện nay, vì đây chính là môi trường đã và đang nuôi dưỡng mầm mống để sinh ra tham nhũng. Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Ngọc, cũng xin nhắc lại cách đây khoảng một năm, cũng đã có ý kiến đưa ra trước Quốc hội về việc đề nghị thu hồi tài sản bất minh, nhưng đa số các đại biểu Quốc hội không tán thành, bởi làm như vậy sẽ động chạm đến chính quyền và quyền lợi của họ. Đó là lý do vì sao mới đây báo Chính phủ vào ngày 11 tháng 10 cho biết thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Nhưng đa phần người dân vẫn không tin bởi lý do con số thu hồi tài sản tham nhũng phải được công khai minh bạch thường xuyên và rộng rãi. Nghĩa là người dân có quyền và có trách nhiệm kiểm soát hoạt động của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đảng có thật lòng chống tham nhũng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de